Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 năm 2023, tỉnh Tây Ninh tổ chức liên hoan búp măng non lần thứ nhất với chủ đề Thanh thiếu nhi công an Tây Ninh văn minh tài năng bản lĩnh tiếp bước truyền thống anh hùng dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Kim Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng hơn 200 diễn viên ở các đội tham gia liên hoan. Với chủ đề Thanh thiếu nhi công an Tây Ninh văn minh, tài năng, bản lĩnh, tiếp bước truyền thống anh hùng, liên hoan năm nay có sự tham gia của 12 đội đến từ khối xây dựng lực lượng, khối cảnh sát nhân dân, khối an ninh nhân dân và công an các huyện, thị xã, thành phố trong công an tỉnh. Nội dung thi, các đội sẽ thể hiện với các nội dung tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam, ca ngợi công ơn thầy cô giáo, ông bà cha mẹ, ca ngợi những tình cảm yêu thương chăm sóc của xã hội đối với thanh thiếu nhi, khuyên răn dạy bảo các em tránh những thói quen tật xấu trong đời sống xã hội, ca ngợi những tình cảm yêu thương chăm sóc của xã hội đối với thanh thiếu nhi, khuyên răn dạy bảo các em tránh những thói quen tật xấu trong đời sống gia đình xã hội, ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, công an Tây Ninh. Các đội trải qua 4 phần thi như đơn ca, song ca, múa đơn, múa đôi, múa tập thể, dân vũ, khiêu vũ, tiểu phẩm, ca kịch, các loại hình nghệ thuật truyền thống và năng khiếu. Công tác chăm lo cho trẻ em luôn được Đảng ủy, Ban đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam, Tết Trung thu để tạo điều kiện dấu ấn tốt đẹp cho công tác giáo dục chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh. Đảng ủy, Ban đốc Công an tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện về mọi mặt để các đơn vị, đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo trẻ em. Liên hoan này là một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giáo dục truyền thống, nếp sống văn minh, xây dựng ý thức công dân cho các em ở lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh.